nhớ bịt khẩu trang rồi nha. Tiếp xuống nó to như thế kia sao ngồi trước nữa. Ngồi sau mẹ ngăn luôn. Nó đâu? Cái nón màu tím kìa. Đâu? Bà ngoại đâu rồi? Trời ơi. Đâu? À. Mẹ. Rồi. Tới nhà rồi. Nhà đây. Con biết. À đi lên anh ơi, dắt em lên nhà con. Dắt em đi chơi đi. À, cái gì con? Xe hả? À xe của con đó phải không? Ừ. Thôi ai làm gì làm, tôi cứ ở chỗ đây thôi. Không sao đâu, cái đi thả, đi ra, đi.
bây giờ chia ra làm ba góc, ba góc. Cái gì con? Tina như vậy nó không có một cái gì hết cả Mắc Linh. Tina nó không có một cái gì hết. Oh my.
con luôn rồi. Cái này mới là đẹp nè. Nhỏ này quay không được rồi. Không. Rồi. Lạnh được chưa? Em lạnh được chưa? Em lạnh đúng nguyên rồi. Giống như là trời nhờ người ta chở chứ không hết sợ má. Chở cái đồ này trong ta.
Năm ngoại hả? Tay rồi, mình xin nhật nha.
Wow.
của em đâu. Cái đôi giày của Hưng bị rộng mà anh nhớ. Không lỡ đâu, chú trẻ, không lỡ đâu. Ngoài. Nè chị ơi. Ngoài đâu chị ơi. Đi về đi nè, tí không gì rồi mình nhớ. Mà nghe đâu. Chơi cho chị chơi với. Ông nội đồ cô giống như quê luôn à. Giống không? Giống. Ủa? Giống với người ta. Thank you.
chưa?
Hết chưa? Con nói đau chân hả con? Lần nữa sao ba? Đúng ba? 30 lần. Thank you.
con dạy là giỏi. Mình dạy là mình dạy. Con mẹ xong tay là cũng bị. Thank you. Cảm ơn. Đây, mở wifi cho Quyên nha. Anh ở đâu? Ai con đừng đụng vô. Kỳ quá à. Bố có ăn nè. Quay mình lát nữa luôn hay nhiều. Con đi đâu? Con lên thăm cá không? Hey.